Thưa quý vị và các bạn, từ đêm nay, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, nền nhiệt bắt đầu tăng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Tuy nhiên, do kết hợp với độ ẩm không khí cao sau mưa, phổ biến trên 70%, mang tới cảm giác khá oi nóng. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng tiếp tục duy trì với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Mưa rào kèm dông có khả năng xảy ra ở một vài nơi, còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do có mưa về chiều, chấm dứt nắng nóng, mức nhiệt toàn vùng không quá 33 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày còn nắng gián đoạn. Khu vực Tây Nguyên trời mát dịu, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Còn Nam Bộ mức nhiệt cao hơn trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ven bờ từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên cả khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Vùng đồng bằng ven biển, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 34 độ. Vùng núi nên nhiệt cao hơn từ 26 đến 35 độ. Ngay sau đây là phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.